các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn về đề tài của món quà tinh thần. Làm sao tôi biết món quà thiêng liêng của tôi là từ Đức Chúa Trời? Năng lực và niềm vui là hai yêu cầu phải song hành khi nói đến món quà tinh thần của bạn. Nhưng khi Đức Thánh Linh đã cho bạn một khả năng đặc biệt để phục vụ Ngài và nó mang lại niềm vui cho bạn, trái tim khi bạn nhận được để sử dụng này món quà này, đó là một dấu hiệu tuyệt vời bạn đã xác định tinh thần của bạn tặng quà từ Chúa. Làm thế nào để xác định những món quà thiêng liêng của tôi? 6 dấu hiệu bạn có thể có một món quà tinh thần. Thứ nhất, bạn thường xuyên đọc giấc mơ của mình. Thứ hai, bạn có tầm nhìn và chúng thường trở thành sự thật. Thứ ba, bạn có thói quen phòng tắm 4 giờ sáng. Thứ năm, những cơn ác mộng khiến bạn trằn trọc mãi. Thứ sáu, bạn cực kỳ đồng cảm. Thứ bảy, bạn có một trực giác mạnh mẽ. Những món quà tinh thần có thể bị lấy đi không? Nó không phải là những món quà được thực sự lấy đi, nhưng chắc chắn nó nằm im lìm và không hoàn thành những gì Thiên Chúa mong muốn. Với mỗi món quà đi kèm với một trách nhiệm tham dự, các món quà là một quản lý giao phó cho chúng ta bằng cách chúng ta muốn sử dụng trong dịch vụ của Ngài. Làm thế nào để bạn nuôi dưỡng những món quà tinh thần? Thứ nhất, dành 10 phút cho các bài thờ phượng. Thứ hai, xin ơn để nuôi dưỡng món quà tinh thần của bạn. Thứ ba, hãy cầu nguyện chống lại sự thờ ơ thiêng liêng, không tin, nghi ngờ, không tha thứ, đe dọa và tấn công của kẻ thù, để cản trở chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách Ngài đòi hỏi chúng ta. Bạn có bao nhiêu ân tứ của Thánh Linh? 7 món quà. 7 ân tứ của Thánh Linh là bảng liệt kê 7 ân tứ thuộc linh có nguồn gốc từ các giả giáo phụ, sau này được trao chuốt bởi 5 nhận đức trí tuệ và 4 nhóm đặc điểm đạo đức khác. Đó là sự khôn ngoan, sự hiểu biết, lời khuyên bảo, sự dũng cảm, sự hiểu biết, lòng đạo đức và kính sợ Chúa. Có phải ai cũng có món quà tinh thần không? Một hội thánh lành mạnh là có nhiều món quà thuộc linh để giúp nó hoạt động. Đó là lý do tại sao chúng ta cần nhau. Không một người đã được trao tất cả các ân tứ thuộc linh. Khi nói đến ân tứ tiếng lạ, một số nhà thờ gây áp lực buộc mọi người phải nói tiếng lạ như một dấu hiệu cho thấy bạn có Đức Thánh Linh. Làm thế nào để cầu nguyện cho những món quà thiêng liêng? Thứ nhất, lạy Cha, con cảm tạ Cha về món quà của Chúa Thánh Thần trong danh Chúa Giêsu. Thứ hai, Cha cảm ơn vì lòng nhân từ của Cha đã giúp con đủ điều kiện để nhận được những ân tứ của Chúa Thánh Thần. Thứ ba, ngày hôm nay Chúa Thánh Thần mến tràn đầy tôi trong nhân danh Chúa Giêsu. Thứ bốn, hỡi Thánh Linh của Chúa, hãy mở mắt tôi ra và món quà mà bạn đã nhận nhân danh Chúa Giêsu qua Chúa chúng ta. Sức mạnh tinh thần của bạn là gì? Sức mạnh tinh thần của bạn là một cái bẫy trí nhớ. Mọi thứ có nghĩa đối với bạn đều bị lưu lại trong tâm trí bạn, cho phép bạn nhớ lại và sử dụng bất kỳ ký ức nào bạn cần. Nó cũng có thể là một lời nguyện với những suy nghĩ từ quá khứ ám ảnh, nhưng hãy tập trung vào những ký ức tích cực. Quà tặng tinh thần là gì và mục đích của chúng ta? Quà tặng tinh thần thánh thuộc linh là một ân điển của sự xúc dầu được ban cho mỗi người qua Đức Thánh Linh. Chúng được thiết kế giống như một khả năng trở thành đòn bẩy cho mỗi tín đồ. Mục đích của nó là xây dựng và khuyến khích mọi người. Bạn sử dụng món quà của mình để tác động đến cuộc sống của người khác. Tình yêu có phải là món quà tinh thần không?
Vì vậy bây giờ đức tin, hy vọng và tình yêu tồn tại, ba điều này. Nhưng điều lớn nhất trong số này là tình yêu. Trong chương 13 của lá thư đầu tiên gửi cho tín đồ Corinto, Phaolô đã đưa ra một danh sách các món thiêng liêng khác nhau sẽ vô ích nếu không được tiến hành trong tình yêu thương. Cầu nguyện có phải là một món quà tinh thần không? Các món quà của sự cầu nguyện có lẽ là quan trọng nhất và cần thiết tinh thần thực tiễn nhằm thúc đẩy tăng cường là một đệ tử của Chúa Giêsu. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp những người bình thường cầu nguyện. Chúng ta đôi khi chọn làm phép lạ, Chúa đôi khi chọn làm phép lạ vì con người cầu nguyện. Chữa bệnh có phải là một món quà không? Trong thần học Kitô giáo, các quà tặng của chữa bệnh là một trong những tinh thần quà tặng được liệt kê trong Corinto, là một đặc sủng phi thường. Những món quà của sự chữa lành là siêu nhiên trao cho một tín hữu với bộ lạc chữa bệnh và phục hồi cho các cá nhân thông qua sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Nhớ subscribe hay đăng ký trên kênh YouTube để xem video kế tiếp. Cảm ơn.